Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, Triều Tiên đã chỉ định Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Theo hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 17 tháng 10, xác nhận quốc hội nước này đã sửa đổi hiến pháp theo lời thề của lãnh đạo là từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền bán đảo Triều Tiên. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin, các tuyến đường bộ và đường sắt với Hàn Quốc hiện đã bị chặn hoàn toàn sau khi Triều Tiên cho nổ tung các đoạn đường nối dài tổng cộng 60 mét vào ngày 15 tháng 10 như một hành động hợp pháp chống lại một quốc gia thù địch theo định nghĩa của Hiến pháp. Bình Nhưỡng gọi vụ phá hủy là một phần của sự phân tách hoàn toàn lãnh thổ với Hàn Quốc. KCNA cho biết, đây là một biện pháp hợp pháp và tất yếu được thực hiện theo Hiến pháp Triều Tiên, trong đó nêu rõ Hàn Quốc là một quốc gia thù địch. Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết chính sách của nước này là tiếp tục theo đuổi mục tiêu thống nhất quốc gia nhưng sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu Triều Tiên có bất kỳ hành động gây hấn nào. Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên đã tổ chức phiên họp toàn thể kéo dài 2 ngày vào tuần trước, trong đó dự kiến sẽ sửa đổi hiến pháp để chính thức phản ánh tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un rằng Hàn Quốc là một quốc gia riêng biệt và thù địch. Cũng trong tuần trước, Bình Nhưỡng cho biết sẽ cắt đứt hoàn toàn đường bộ và đường sắt liên triều, đồng thời củng cố các khu vực ở biên giới như một phần trong nỗ lực thúc đẩy hệ thống hai nhà nước nhằm loại bỏ mục tiêu thống nhất lâu nay của mình. Trước tình hình căng thẳng giữa Triều Tiên-Hàn Quốc, Mỹ kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động làm tăng nguy cơ xung đột sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tung các tuyến đường nối với Hàn Quốc vốn từng được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên triều. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 15 tháng 10 cho biết, chúng tôi đang theo dõi tình hình tại Triều Tiên và phối hợp chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc. Chúng tôi tiếp tục thúc giục Triều Tiên giảm căng thẳng và ngừng mọi hành động làm gia tăng nguy cơ xung đột. Chúng tôi khuyến khích Triều Tiên quay lại với đối thoại và ngoại giao. Bình luận về tuyên bố gần đây của Triều Tiên về việc máy bay không người lái Hàn Quốc xâm nhập Bình Nhưỡng, ông Matthew Miller nói. Về hành động của Triều Tiên, chúng tôi thấy họ đang tiếp tục có những động thái làm gia tăng căng thẳng. Chúng tôi sẽ khuyến khích họ đi theo hướng ngược lại để giảm căng thẳng và ngăn chặn mọi nguy cơ làm gia tăng xung đột. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh tính cấp thiết của việc ngăn chặn căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Ngày 15 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh được yêu cầu bình luận về thông tin Triều Tiên đã phá hủy một phần cơ sở hạ tầng giao thông biên giới với Hàn Quốc. Bà Mao cho biết, là một nước láng giềng, Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên và mối quan hệ giữa Triều Tiên với Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, căng thẳng gia tăng không có lợi cho tất cả các bên, nên việc ngăn chặn tình hình gia tăng là ưu tiên hàng đầu. Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo. Lập trường của Bắc Kinh về việc thúc đẩy giải quyết các vấn đề trên bán đảo bằng biện pháp chính trị vẫn không thay đổi. Bà Mao cho biết, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên sẽ phối hợp để đạt được mục tiêu. Theo Hàn Quốc, các quân nhân Triều Tiên vẫn đang tiếp tục ở biên giới các hoạt động với thiết bị hạng nặng. Lực lượng Hàn Quốc không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, nhưng đã tiến hành bắn trả về phía biên giới. Ngày 15 tháng 10, Triều Tiên nổ mìn phá tuyến đường bộ và tuyến đường sắt nối liền hai miền xuyên qua biên giới tuyến quân sự tạm thời. Quân đội Hàn Quốc đã nổ súng răn đe. Sự kiện đã làm gia tăng căng thẳng, đưa quan hệ hai nước Triều Tiên-Hàn Quốc đến bờ vực. Trước đó, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 9 tháng 10, chính phủ Triều Tiên thông báo cho quân đội Mỹ tại Hàn Quốc họ sẽ cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt nối biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Trong thời gian phía Triều Tiên xúc tiến cắt đứt giao thông trên hai đoạn đường, ngày 15 tháng 10, Triều Tiên cáo buộc chính phủ Hàn Quốc xâm phạm chủ quyền nước này bằng việc cho máy bay không người lái bay qua Bình Nhưỡng. Lấy lý do đó cho nổ tung tuyến đường sắt Đông Hà và tuyến đường bộ Gyeonggi từ Hàn Quốc tới Triều Tiên. Ngày 11 tháng 10, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã công bố văn bản quan trọng cáo buộc chính phủ Hàn Quốc cho máy bay không người lái bay vào khu vực trung tâm Bình Nhưỡng vào đêm khuya các ngày mùng 3, mùng 9 và mùng 10 tháng 10, thả một số lượng lớn tờ rơi tuyên truyền đen chính trị chống Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để thực hiện hành vi khiêu khích quân sự. Bà Kim Jong-un, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, phó trưởng ban thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết trong một tuyên bố rằng chính phủ Hàn Quốc muốn trốn tránh trách nhiệm bằng cách nói họ vẫn chưa làm rõ tình hình liên quan. Nước này tuyên bố nếu máy bay không người lái của Hàn Quốc xuất hiện lần nữa ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên sẽ tiến hành trả đũa. Sau đó, bà Kim Jong-un đưa ra một tuyên bố khác về việc Hàn Quốc cho máy bay không người lái tới Triều Tiên, nói rằng chính phủ Hàn Quốc là thủ phạm và chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm liên đới.
Tiếp đó, bà Kim Jong-un tiếp tục tuyên bố đáp trả phát biểu về sự kết thúc chế độ ở Triều Tiên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc là hành động tội ác nghiêm trọng, cố ý châm ngòi cho giao tranh bùng nổ. Sau khi biết được sự bất bình của Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un đã tham dự cuộc họp thanh tra các vấn đề quốc gia do Quốc hội tổ chức tại Tòa án quân sự và trả lời các vấn đề liên quan, khẳng định quân đội Hàn Quốc không cho máy bay không người lái xâm nhập vào Triều Tiên. Bộ Tham mưu Liên quân cũng tuyên bố sẽ xác nhận xem có phải là hành động của các tổ chức dân sự hay không. Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Shin Won-sik ngày 13 tháng 10 đã xuất hiện trên chương trình thời sự của đài truyền hình KBS, nói rằng cáo buộc của Triều Tiên là cố ý gây ra mâu thuẫn nội bộ ở Hàn Quốc. Ông Shin Won-sik nói, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là bỏ qua vụ việc. Sau đó, cùng ngày 13 tháng 10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc gửi một tin nhắn có tiêu đề quan điểm về tuyên bố của Kim Jong-un tới các phóng viên, nói rằng Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với Triều Tiên. Nếu Triều Tiên xâm hại sự an toàn của công dân Hàn Quốc, ngày đó sẽ là ngày chế độ Triều Tiên bị hủy diệt. Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 10, người phát ngôn Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc Ji Sung-jun tuyên bố đã quan sát thấy quân đội Triều Tiên dựng vật cản trên tuyến đường liên quan và cũng đang chú ý đến động thái các ụ pháo của Triều Tiên trên bờ biển gần phía bắc ranh giới Hoàng Hải. Nói nếu Triều Tiên khiêu khích sẽ có thể phản kích mãnh liệt kiểu ra tay trước. Bộ Quốc phòng Triều Tiên tối ngày 13 tháng 10 cho biết Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã ra chỉ thị cho các đơn vị ở tiền tuyến chuẩn bị khai hỏa. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ vẫn chưa nhận được cảnh báo từ đảo Jindo hoặc ra chỉ thị tăng cường cảnh giới. Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc sau đó cho biết họ đã nhận được thông tin tình báo rằng Triều Tiên có thể cho nổ tuyến đường bộ Gyeonggui và tuyến đường sắt Đông Hà. Ngày 14 tháng 10, ông Kim Jong-un, Tổng bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Triều Tiên đã triệu tập cuộc họp về quốc phòng an ninh, chỉ ra phương hướng hoạt động quân sự của Triều Tiên, đề xuất bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích an ninh bằng cách khởi động lực lượng quốc phòng và thực hiện các quyền tự vệ. Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc ngày 15 tháng 10 đã gửi thông điệp tới giới truyền thông xác nhận vào trưa cùng ngày Triều Tiên đã cho nổ tung các phần của tuyến đường bộ Gyeonggui và đường sắt Đông Hà ở phía bắc đường phân giới quân sự. Quân đội Hàn Quốc đã bắn súng cảnh cáo. Sau vụ nổ, Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ sự lên án mạnh mẽ đối với động thái của Triều Tiên, nói rằng mặc dù các cơ sở liên quan là công trình mang tính đại diện cho Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên-Hàn Quốc năm 2000, nhưng nghĩa vụ trả nợ của Triều Tiên vẫn tồn tại và hành động của Triều Tiên đã vi phạm các thỏa thuận liên quan giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Để bảo vệ sự an toàn cho người dân ở khu vực biên giới, chính quyền tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc quyết định phân loại 11 khu vực ở 3 thành phố và quận, gồm thành phố Paju, thành phố Gimpo và quận Eungcheon là khu vực nguy hiểm, cấm các nhóm công dân đến các khu vực được chỉ định thả truyền đơn và các vật phẩm khác xuống Triều Tiên. Khoảng 1,4 triệu thanh niên, bao gồm sinh viên và quan chức đoàn thanh niên Triều Tiên đã gia nhập hoặc quay trở lại quân đội trong tuần này giữa căng thẳng với Hàn Quốc. Trong bản tin phát đi ngày 16 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA nói rằng những thanh niên này quyết tâm tham gia vào một cuộc chiến thiêng liêng nhằm tiêu diệt đối thủ bằng vũ khí của cách mạng. Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy rất đông thanh niên Triều Tiên hàng ngũ chỉnh tề đang ký đơn xin gia nhập quân đội. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng mạnh và theo KCNA có hơn 1 triệu thanh niên đăng ký gia nhập quân đội nhân dân Triều Tiên chỉ trong vòng 2 ngày. Mới nhất là vào giữa trưa ngày 15 tháng 10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của lực lượng vũ trang Hàn Quốc thông báo rằng quân đội Triều Tiên đã phá hủy các đoạn đường dẫn đến Hàn Quốc ở phía đông và phía tây bán đảo Triều Tiên. Từ đoạn video do quân đội Hàn Quốc cung cấp, người ta có thể thấy các vụ nổ xảy ra tại những con đường ở khu vực biên giới Liên Triều, trong khi binh lính và xe tải của Triều Tiên được huy động đến hiện trường. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, quân đội Hàn Quốc đang tăng cường khả năng giám sát và sẵn sàng chiến đấu. Các vụ nổ này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng cam kết vào tuần trước rằng họ sẽ hoàn toàn cắt đứt các tuyến đường bộ, đường sắt Liên Triều và tiếp tục củng cố các khu vực ở phía biên giới Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng cho hay họ đã thông báo cho quân đội Mỹ về động thái này để ngăn chặn mọi phán đoán sai lầm và xung đột ngoài ý muốn.
Triều Tiên và Hàn Quốc kết nối với nhau bằng đường bộ và đường sắt dọc theo tuyến Gyeonggi, tuyến đường nối thành phố biên giới phía Tây Paju của Hàn Quốc với Kisong của Triều Tiên, và tuyến Đông Ha dọc theo bờ biển phía Đông. Việc Triều Tiên phá hủy đoạn đường kết nối với Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ liên Triều đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Căng thẳng gia tăng khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều thiết bị bay không người lái UAV xâm nhập không phận thủ đô Bình Nhưỡng 3 lần trong tháng này. Liên quan đến sự vụ máy bay không người lái của Hàn Quốc xâm nhập Triều Tiên, bà Kim Jo-jong, Phó Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã đưa ra thông cáo báo chí trong 3 ngày liên tiếp 13, 14 và 15 tháng 10. Trong đó đáng chú ý, trong thông cáo ngày 14 tháng 10, bà Kim Jo-jong cho rằng Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm. Bà Kim Jo-jong nói ngắn gọn rằng chủ quyền của một quốc gia có vũ khí hạt nhân đã bị xâm phạm và Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc này. Tờ Korea Times của Hàn Quốc dẫn lời ông Park Won-gon, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại Đại học Ewha-Gumun nhận định: tất cả những gì họ, tức Triều Tiên, muốn là một lời hứa từ miền Nam rằng họ sẽ ngừng gửi máy bay không người lái, nhưng điều đó đã không hiệu quả như Triều Tiên mong đợi. Bình Nhưỡng đã đề cập đến một lựa chọn quân sự trong cuộc khẩu chiến căng thẳng với Seoul. Vì vậy, họ không thể rút lại. Với điều đó, tuyên bố mới nhất của bà Kim Jo-jong về việc Mỹ phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng mang ý nghĩa quan trọng. Tôi nghĩ rằng họ muốn Mỹ thuyết phục Hàn Quốc. Trước đó, tuyên bố ngày 13 tháng 10 của bà Kim Jo-jong cáo buộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc là kẻ khiêu khích chính, là thủ phạm, và đã trốn tránh trách nhiệm sau khi thực hiện một hành động khiêu khích quân sự có động cơ chính trị cực kỳ nguy hiểm khi sử dụng máy bay không người lái tấn công. Seoul không xác nhận, cũng không phủ nhận các chuyến bay của máy bay không người lái, nhưng cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ chứng kiến sự kết thúc của chế độ nếu gây hại cho người dân Hàn Quốc. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!